What's up? Xin chào 500 anh em, chào mừng các anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục giới thiệu cho anh em một con bàn phím cơ. Và con bàn phím này chính là một con bàn phím cơ gaming nhưng mà là dùng chuẩn Bluetooth. Thì hôm nay mình sẽ cùng tìm hiểu trong con bàn phím này nhé. Ok, let's go. Rồi về phần cái hộp của em này thì nó ở bên ngoài là sẽ một cái hộp giấy và chỉ có một cái logo. Logo đó chính là logo Mackenai. Cái logo này thì của một cái hãng điện tử khá là nổi tiếng của thằng Tung Của. Đó không phải nói nhiều. Và phía bên trong cái hộp giấy này chúng ta sẽ còn có một cái hộp nữa. Đây mới chính là cái hộp chính thức của mình. Còn bên ngoài này chúng ta chỉ để đựng bọc để bảo vệ cái hộp này thôi. Nhà sản xuất này cũng khá là tâm lý đấy. Ở phía bên trong thì chúng ta sẽ có một cái hộp bàn phím màu đen pha trộn với màu tím. Và nó sẽ có mã hiệu là K7, có ghi là Mackenai Keyboard. K7 nghe giống lái lái như là Mechanic vậy. Rồi, chúng ta sẽ cùng khui hộp nhé. Con này có một cái màu đen khá là nổi bật. Đấy. Ở phía bên trong thì chúng ta sẽ có một cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Nếu như mà các bạn nào mà chưa từng sử dụng bàn phím Bluetooth thì nên giữ lại cuốn này chứ không nên vứt đi. Bỏ qua một bên thì chúng ta sẽ có chiếc bàn phím nằm ở giữa đây. Tất nhiên rồi, chiếc bàn phím này là bàn phím Bluetooth nên nó sẽ không có gắn dây vào. Đó, rất là đẹp. Nhìn mới qua cũng rất là ngon lành đấy. Để bàn phím ở đây. Chúng ta xem thử trong hộp còn có gì không nhé. Ở phía bên trong hộp thì chúng ta sẽ có thêm một cái cọng dây cáp nữa. Dây cáp này sẽ là dây cáp Type-C. Rất là ngon nghẽ. Vậy là hết rồi. Quay trở lại chiếc bàn phím Mackenai K7 của chúng ta. Thì các bạn có nhìn thấy đây là hệ thống bàn phím TKL gồm có 87 nút. Và nó vẫn sẽ có đầy đủ các nút mũi tên cũng như là các cái nút hỗ trợ ở đây. Nhìn tổng thể sơ qua chiếc bàn phím này thì chúng ta thấy nó có một cái thiết kế nhìn kiểu như là con robot vậy. Nó rất chi là hầm hố. Về cái độ nặng của em này khi mình cầm lên thì cũng khá là đầm tay chứ nó không hề nhẹ đâu nhá. Ngoài ra thì các bạn có thể thấy là đây là phong TKL và nó là phong quốc tế nên các bạn yên tâm có thể chơi được tất cả các loại keycap. Và cái phong chữ của nó thì khá là nhỏ và nó phong chữ này thì giống như là phong chữ của các cái bàn phím cơ kiểu cao cấp thì nó sẽ có cái phong chữ nhỏ như thế này. Tuy nhiên thì về cái phần keycap của em này khi mình sử dụng thì đây không phải là keycap double shot cho nên nó sẽ dẫn đến việc đó là sẽ bị bay chữ theo thời gian. Và rất là dễ bóng. Cái con keycap như thế này là thường thấy ở trên cái con Deryu á. Con Deryu gặp rất là nhiều và mình cực kỳ ghét cái keycap như thế này. Nếu như mà các bạn đầu tư con bàn phím này thì có lẽ là nên đầu tư một cái dàn keycap PPT gõ cho nó sướng. Ở phía trên đây thì chúng ta sẽ thấy có phím 1, 2, 3 này nó sẽ có ba cái biểu tượng Bluetooth. Đó chính là cái biểu tượng để mà khi mình sử dụng Bluetooth thì có thể chuyển đổi giữa ba thiết bị khác nhau ngay lập tức luôn. Và cách chuyển đổi thì rất đơn giản thôi, ấn FN cộng với 123 đó. Và lưu ý là đây là bàn phím Bluetooth cho nên nó sẽ sử dụng cho các cái thể loại như là laptop này, điện thoại Android hoặc là iOS vân vân, tức là những thiết bị có thể phát Bluetooth và cái bàn phím này nó sẽ kết nối được. Chứ còn riêng về PC thì nếu mà các bạn muốn kết nối với PC thì chúng ta sẽ chuyển sang chế độ đó là chế độ dùng dây cáp. Chính vì vậy con này nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta hai cái chế độ đó là Bluetooth và sử dụng dây cáp rất là dễ dàng. Và để như đổi các chế độ đó thì chúng ta sẽ đến với lại một cái phần cực kỳ đặc biệt, đó chính là cái phía trên này. Phía trên này thì chúng ta sẽ có một con lăn và con lăn này sẽ có tác dụng đó là đổi các cái chế độ LED, không cần phải ấn FN nữa và chúng ta chỉ cần lăn thôi. Như thế này, nó không có tác dụng là chỉnh tăng giảm âm lượng nhé, mà là để đổi chế độ LED thôi. Ở đây chúng ta sẽ có hai cái gạt, một cái gạt là để chuyển đổi chế độ giữa Android Win và Mac iOS. Đó, khi mình gạt qua một bên thì sang Mac, mà gạt sang một bên sẽ là sang Win. Tương tự như Android và iOS. Còn phía bên này chúng ta sẽ có một cái cần gạt gồm 3 nấc, cable, off và Bluetooth. Thì ở giữa chúng ta sẽ là tắt bàn phím. Và bên cable tức là sẽ sử dụng dây cáp và Bluetooth sẽ là chuyển sang chế độ Bluetooth. Đấy, như các bạn thấy. Quay lại về thiết kế của em này thì chúng ta đã biết được đây là một cái kiểu thiết kế theo gaming rất là hầm hố. Và phía bên trên của nó sẽ được bọc một cái lớp kim loại và đã được sơn phủ nhám nhìn rất là mạnh mẽ và khá là nam tính. Ở phía dưới này chúng ta sẽ thấy có một cái dải
nhựa màu đen, thì đây chính là cái một cái điểm nhấn. Tuy nhiên thì đối với những người nào mà không thích sự rườm rà mà thích sự gọn gàng thì đây có lẽ là một cái điểm thừa không đáng có. Chúng ta sẽ lật sang mặt sau của em này. Mặt sau của em này thì thiết kế kiểu rất là ấn tượng, nó sẽ có gồm các cái đường chạy vào giữa như thế này, và nó sẽ có hai cái nâng hạ độ cao của phím. Tuy nhiên thì hai cái này nó sẽ là kiểu chéo lên hình chữ X như thế này, và cái kiểu chéo này thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta là cái bàn phím nó đỡ di dịch hơn và nhìn nó cũng khá là cách điệu nữa. Về cái nâng hạ độ cao thì tuy nó không có hai nấc nhưng mà nó có một cái đệm cao su rất là chắc chắn ở đây để cho chúng ta có thể đảm bảo rằng sẽ không bị trơn trượt. Đó. Ở giữa thì sẽ là cái logo của nhà sản xuất thôi, không có gì đặc biệt. Em bàn phím này hiện đang sử dụng đó là Blue Switch của thằng Men, cũng tức là chính của thằng Mechanic này sản xuất luôn. Mà khi mình sử dụng thì có cảm giác gõ rất là đanh, nghe rất là to, và cái cảm giác của nó rất là chắc chứ không như những cái thằng Switch khác. Đó. Tí nữa mình sẽ test cho các bạn xem cái tiếng gõ của em này. Mình sẽ nói sơ qua về cái cọng cáp của em này thì nó không phải là bọc dù mà nó chỉ là một dây cáp bình thường cao su thôi. Tuy nhiên thì có độ dẻo khá là cao và nó sẽ được bọc vàng cả hai đầu luôn, nhìn rất là ngầu. Và có một điều đặc biệt nữa của em này đó là nó cũng sẽ được hỗ trợ thêm cả cái miếng dán ở đây nữa. Và cái dây cáp này không phải là dây cáp bọc dù, dây cáp chỉ là mình để cắm khi sử dụng mà gần hết pin thì mình nên cắm vào để sử dụng thôi. Là em này có hệ thống đèn LED RGB cực kỳ ngon, và kèm theo đó là một cái hệ thống phần mềm để mình có thể macro tùy chỉnh cái đèn LED của em này. Nói chung là rất là tuyệt vời. Ok, bây giờ mình sẽ cùng cho các bạn xem cái chế độ LED RGB của em này nhé. Như vậy là mình đã bật đèn LED của em này lên. Thì như các bạn đã thấy, do là phím Bluetooth cho nên mình không cần phải cắm dây cáp mà nó sử dụng pin của bàn phím luôn. Và pin của con này là khoảng 2000 mAh và nó cũng sẽ đủ dùng. Nếu như mà các bạn sử dụng LED thì nó sẽ hết nhanh hơn trong khoảng thời gian từ 3 đến 4 tiếng. Còn nếu như mà các bạn tắt LED đi thì nó sử dụng phải chắc phải cả nguyên ngày nó mới hết được. Chính vì vậy mà nếu như mà các bạn hay mang đi thì tốt nhất là nên tắt LED để sử dụng duy trì được lâu hơn. Còn nếu như mà các bạn có sẵn cục sạc dự phòng hay là một cái thiết bị gì đó sạc được thì các bạn có thể sử dụng đèn LED tứ tung cũng được. Về hệ thống đèn LED của em này thì nó có rất là nhiều cái hay. Đầu tiên, ngoài cái hệ thống RGB LED cực kỳ mượt mà ở phía bên trên đây thì chúng ta sẽ còn có hai cái dải đèn LED RGB dưới đây nữa. Đây, chúng ta sẽ có hai cái dải đèn LED này. Và hai cái dải đèn LED này cũng có thể đổi màu được, chạy theo kiểu RGB, chạy được đuổi được luôn nhé. Hoặc là mình có thể đổi xem từng màu theo kiểu như neon như mình đang sử dụng đây. Nếu như mà các bạn muốn đổi chế độ LED của em này, của cái hai cái đèn này á, thì chúng ta vẫn có thể sử dụng tổ hợp phím đó là FN cộng với lại nút insert đây. Đó, thì nó sẽ đổi sang chế độ chạy neon này. Đó, khá là đẹp. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đấy, nó sẽ chạy LED y như là LED RGB ở trên bàn phím luôn, cực kỳ ngon. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể tắt được LED luôn nếu mà chúng ta ấn FN cộng với nút insert tiếp. Đó. Thì cái này sẽ là sang chế độ LED một màu. Ở đây chúng ta cũng có thể đổi màu bằng FN cộng với lại nút đeo luôn. Đó, sang đổi màu như thế này. Đổi thành bất kỳ màu nào mà mình thích. Đấy. Hoặc là mình có thể đổi sang chế độ đó là tắt LED hoàn toàn như thế này. Chưa hết thì nó còn có một cái hệ thống đèn LED nữa. Đó chính là đèn LED ở sau đây. Đó, các bạn có thể thấy các cái lỗ ở đây không ạ? Đây chính là cái lỗ mà để phát ra cái đèn LED. Nó cũng điều khiển như là cái đèn LED phía trước luôn. Hồi nãy mình đã có tắt rồi, bây giờ mình bật lại cho các bạn xem. Đó, thì chúng ta đang ở chế độ đó là đèn LED neon. Còn nếu như mà chúng ta muốn chạy RGB thì chúng ta cũng ấn FN cộng insert. Đó, cực kỳ đẹp luôn, một màu. Đấy, khá là đơn giản, tắt LED đấy. Và cái hệ thống đèn LED này nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta thêm mà cái phần lung linh. Tuy nhiên thì mình thấy nó cũng hơi thừa thãi, tại vì để đằng sau thì cũng không ai nhìn thấy cả. Trừ khi mình mang đi thì người phía trước thì mới nhìn thấy thôi. À, ngoài ra thì một cái điểm nữa đó là phía góc trên này chúng ta sẽ có ổ cắm của thằng USB Type-C. Con này được hỗ trợ USB Type-C thì cũng khá là ngon đấy. Có thể tương thích với rất là nhiều các loại cáp cũng như là sạc hiện nay. Như các bạn đã vừa thấy thì cái đèn của bàn phím này nó sẽ tự tắt nếu mà trong thời gian mình không sử dụng, để tiết kiệm pin hơn. Nếu mà các bạn muốn bật lên thì chỉ cần ấn một cái thôi là nó sẽ bật lên. Nếu như mà các bạn muốn sử dụng cái bàn phím này dành cho PC thì các bạn nên mua thêm một cái cục USB Bluetooth, tức là cục nó sẽ phát Bluetooth từ PC của mình. Đó, thì nó sẽ sử dụng Bluetooth cho em này được luôn, cũng khá là ngon nghẽ. Never thought I would it, now I'm running. You don't wanna follow me, no motherfucking front of this. I've been
Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang đó là thử cái tiếng gõ của em này cho các bạn cùng nghe. Và cái do sử dụng BlueSuite nên tiếng gõ của nó sẽ kêu có tiếng clicky. Em này chỉ có duy nhất một phiên bản đó là BlueSuite thôi nhé. BlackSuite thì nó phải order và khá là lâu mới về được. Rồi bây giờ mình sẽ test thử. Ok, thì sau khi mình đã test xong cái tiếng gõ của em này thì các bạn đã nghe được cái tiếng của nó khá là đanh và nghe rất là sướng tai. Ok, như vậy là mình đã vừa đi review sơ qua em Makanai K7 này. Đây là một trong những con bàn phím Bluetooth mà mình thấy nó cực kỳ đáng giá. Đầu tiên nó là một chiếc bàn phím cơ, mà bàn phím cơ Bluetooth trên thị trường thì khá là đắt. Ngoài ra nó còn được trang bị hệ thống RGB này, có phần mềm đầy đủ, thiết kế khá là hầm hố, đẹp và chắc chắn. Em này còn đang sử dụng đó là cáp Type-C nữa, cực kỳ ngon rồi. Ngoài ra cái nhược điểm của em này thì đó chính là đến từ cái phần cây cáp, và cái pin của nó sẽ là pin 2000, nó chỉ đủ dùng thôi chứ không có quá châu chó. Nhưng mà cái bộ cây cáp này mình khuyên các bạn là nên đổi sang một bộ cây cáp khác cho nó sướng. Có bộ cây cáp này thì mình xài một thời gian nó sẽ rất là bóng và cực kỳ là khó chịu. Ok, như vậy các bạn thấy sao về chiếc bàn phím này? Với giá chưa đến 1 triệu thì các bạn có thấy chiếc bàn phím này ổn không? Nếu như các bạn có ý kiến gì về chiếc bàn phím này thì các bạn hãy để lại comment ở phía dưới phần bình luận nha. Còn nếu như các bạn thấy hay thì hãy nhớ like, share và subscribe ủng hộ kênh Boss Gear. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye!